Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ đi bắt thú con Kiroman. Bắt đầu chơi nha. Game là Thế Giới Tinh Linh. Ok. Hôm nay có event 1 năm có ra được con kia. Đây. Server 336 nha. Mình nói chơi server 336. 336. Game nó không? Mừng sinh nhật 1 năm Thế Giới hoạt động từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12. Chi tiết hãy xem trên Fiverr trên game. Ok, hôm nay mình sẽ từ giới thiệu là nó sẽ mình đã mở hơn trăm một trăm mấy hộp rồi mà chả ra được gì hết á. Mở thêm hộp cho mấy bạn coi nè. Ấy Adu. Yeah, như thêm cái nữa. Oh yeah. Rồi, vậy luôn. Bye bye. Sao quần què luôn á. Được. Event như cái kia. Không có đẹp, đúng không? Mình không có nạp xu vô. Nếu bạn nào mà hôm nay nạp, hôm nay ngày mấy? Ngày 12 tháng 15. Nếu mà hãy nạp thì sẽ có con Jirachi. Và cái ba liquid này khi bắt đầu đánh nó 50 độ và cái móng vuốt tấn công cái này gì dùng xong có một trong ba loại chuyển tiếp biên tẩy độ ok. Hôm nay mình không có gọi là trách thú, hôm nay mình sẽ đi bắt thú. Bắt thú thì trước tiên mình phải đi bộ ok. Đấy, đi vào đây bắt thú nha. Hôm nay mình sẽ bắt con Kyurem trong chân thực chặt tại lý tưởng này mình đây bắt đại thôi chứ mình đâu có thích con này. Ok, 1 2 3 quậy. Con này là gì? Mary đi, hình như con này có gì không ta? Được, mình xem lại. Không có duyên con này, không có duyên luôn, không có duyên luôn, không có, cũng không có luôn. Không, không được. Con nào đây, lại không? Con này mình không có. Rồi ok, mình sẽ bắt, mình bỏ qua con đó thôi. Lộn, nhầm hàng đây. Tao mới hôm nay mình đã quay được hơn ngàn cái này ấy, 38 cái đâu ta. Hôm nay là một buổi Giáng sinh quên chúc các bạn. Ê, con này mình cần, mình vô bắt con này chứ nha. Hôm nay là ngày Giáng sinh, chúc các bạn có một ngày Giáng sinh vui vẻ với gia đình và các bạn mình không biết nói chuyện nhiều, xin mong các bạn thứ lỗi. Ý, em xin lỗi. Thôi mà ý đây rồi, đây rồi anh ơi. Đây mình sẽ bắt con này. Con này sẽ kết hợp với con kia của mình. Đấy. Ê quên, mình chưa mở nhạc nữa. À, mình chưa nhận mở nhạc. Lại xíu mình sẽ mở nhạc tí tí cho mấy bạn nghe. Nếu không mà nghe nghe giọng mình hơi bị nhàm chán không? Mình có nên dùng không ta? Hoàng thử cái này. Mình sẽ ăn phát. Thì mình không thể xong cho nó qua cái trại. Hiểu bằng cậu mình ta. Cho em vô đi. Thêm cái nữa. Em cái nữa cho ăn tí. Vô anh ơi, vô anh ơi, vô anh ơi, hôm nay xin cho em một bài xin vui vẻ nào. No, từ bình tĩnh xử lý. Em cái nữa,
cho em phát nữa. Vô nha anh ơi, vô nha, vô, vô cho em xin mà. Vô, vô, gọi em. Ok, nào, nó còn, nó này sẽ kích hoạt con gì của tôi, con chuột mẹ ơi. Xong, no, good, này còn không thích. Con này sẽ kích hoạt con, kích hoạt duyên với con gì của tôi, từ con cho bạn xem nào. Con gì ta, à con này nè. Con Luzia, không, Luzia, quên tên, Luzia ấy. Kích hoạt vô đi. Đâu, mình cho nó lên 80. Ok, cho lên 80. Chút chút xíu, mấy, mấy, à. Lên 8 là ngã về ấy. Ok. À, bây giờ mình đã quay về 99 đấy. Bắt tục hành trình bắt Pokemon. Hồn phách. Nó đúng. Con này á, có lên bắt không ta? Con này là con gì á? Ai cần con này, để xíu nha. Mình bắt luôn. Cho nó tốt luôn. Mày ơi cần không? Mất cường. Mất cường. Mấy con này mình thấy không, không thấy không? Mình thấy không thấy mạnh. Nên mình nó mình sẽ không bắt. Cho qua luôn. Mình sẽ cho qua luôn. Ok. Không bắt đâu. What the hell? Mệt quá. Hồn, con này không có kích hoạt cái gì hết. Không mới tới. Không luôn. Không luôn. Không. Không luôn. Không luôn. Ý con này. Thách mới, thách mới. Ok. Mình thử săn bắt thử. Mình, tại mình cũng vậy thì săn bắt thử tụi nó. Tụi nó thì không có gì. Lấy xoài, lấy xoài. Anh là của nó. Em là của anh. Em là bạn nội của anh. Yeah, yeah, yeah. Làm tí. Cho nhà cưng 6-7% nó không chơi buồn lắm á. Vô. Đấy, con này. Xong rồi tiếp tục thôi. Nope. Nope. No. Có rồi. No đúng. No. Xong có con này ra. Con cua đi mà. Đấy rồi. Thấy không, nhưng chính chúng ta đây rồi. Đấy. Mình bắt đầu vô bắt nhé. Đâu rồi cưng ơi cưng. Mình đã tốn vô cá đắt, mình sẽ tập hợp lại. Con kia tên gì? No. Ê đó nè, đây nè, đây nè, đây nè, đang chạy. Hello. Hello mà trời không được cho nó thấy hay mạng nạn ở đây. Em vô. Em vô. Dự tin nhắn thế. Hẹp cái này. Thêm cái này. Cứ 9% thôi đó, 9% thôi đó.
Trời ơi, cho em xin con này nhá. Cho em xin con này nhá. Cho em xin, cho em xin nào. No. Cho đập cái. Cho em xin con này. Cho em xin, cho em xin. No. Cái này mà thử. Để xíu nha. Cho em xin. Cho em xin nào. No. Có nên ném thêm một cái không? Không, không nên. Cho em xin, cho em xin. Ê, thấy không, cái tên đó không? Tên nó chưa bắt diễn rồi. Ok, đó là xong nha mấy bạn. Hôm nay mình đã bắt được con Kiru Mem. Ok. Xong. Hay là nhìn vô hoàn thành cái clip này cũng xong không, mình có qua bắt mấy con cá qua mấy cung bình thường dễ chơi, mấy cung bình thường quá trời luôn. Con này bắt thử cách này á trời đời. Đâu từ từ bắt xong con pet mình sẽ đâu là con mới của tôi đâu ai giờ rồng á, rồng băng gì ui xí rồng băng đây mình sẽ vô bắt con hồi nãy tại vì mình chưa có rồi coi. Bên con đó mình sẽ đi các kêu thử con kêu ma nha. Bắt được con này. Ma hên quá. Không có tốn tiền. Cái này event cho trời. Cái 1 năm của con Pocket đại chiến. Rồi ta. Hello kìa. Vô xong này nhanh lên cho mình kêu rồi xong luôn quá hên. Ok rồi mình sẽ test kêu xong là xong cái tiêu đề hôm nay test kêu mấy bạn coi nha. Nhân vật chính của ta hôm nay đâu rồi hay hay theo sao cái ơi đùa để tới luôn tới ít kêu nhưng mà kêu là kêu 20 á kêu là 20 luôn để test kêu 3 kêu cho mấy bạn coi thôi không cái này còn bằng rồng bằng đắt để chơi cho mấy bạn xem chỉ số của nó. Đấy. Đấy luôn. Ngồi luôn. Thiếu cái. What the hell. Thiếu cái. Ê, ra rồi. Thôi thì mình sẽ mua luôn. Ok. Sẽ quét luôn. Không, thì mấy bạn đã bỏ ra 200 kim vào. Ok. Rồi, có 3 kill rồi. Không. Xem chỉ số của nó. Chỉ số nó. Này, không. Lần này nè. Tổng như là HP thì 51 nam thì 9 grip thì 38 đẹp thì cá thể là 37
RAM có thể là 29, hãy thử phó chơi rồi. Thế tải lên 300 thử rồi. À, cũng được 300 rồi đấy. Đúng, ok. Điên của nó đấy là con đầu tiên con. Rồi, tên gì ta mình. Ê, tên gì? What's your name? Tên là cái tên thì ở đây nè. Con Mr. Rafi Hu. Đấy, mình không biết nói tiếng Anh nhưng mà các bạn thông cảm. Rồi, con thứ hai. Ôi trời ơi. Đấy, con thứ hai đâu rồi? Con thứ hai là con rồng Restrimum Pudotic. Phần đuôi sẽ sản sinh nhiệt. Đấy, con thứ ba là con Zepcom. Phần đuôi tạo ra điện. Đấy, con thứ tư là con Sirenex. Ok, ba con cực, đúng con cực như thế thôi. Thì mình sẽ cho con này băng lửa không? Mẹ nước. Mẹ nước thì cho nó nước. Nước đâu? Con cái này nước. Rồi ta. Băng sức á tình mua thịt hãy băng bây giờ quất vô hình thức hãy lửa hãy nước như không có hình nó là hãy băng hãy băng có hãy băng rồng 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 xin ra xin ra xin ra hãy băng hãy băng giờ mình sẽ bắt đầu test kill đó là hình trước tắt. Đây, tắt luôn, rồi, nhưng mà chính của ta đâu rồi? Chính là con rồng. Ôi, quên theo nó rồi. Đây là rồng tăng. Ok, theo hồi nãy. Trời ơi, giống con gà hay sao nó con rồng, mình không tin ra con rồng. Khủng long thì có. Khủng long thì tin, má con rồng, má con gà. Gà trống giờ bắt đầu đánh thử cách chiêu cho mấy bạn coi. Phải lỡ kỹ thuật lỡ kỹ thuật rồi nè. Chứ đầu tiên là kêu tạo sát thương hải rồng đơn nguyên lực là 70. Đó, thứ đầu quay ra một cái kêu một. Kêu thứ hai là kêu tạo sát thương hải băng đơn nguyên lực là 70. Đấy. Kêu thứ ba là kêu tạo ra sát thương hải thường nguyên lực là 70 luôn. Con này là lân thể ở quần thể bắt kêu không có kêu put nữa hết. À kêu cuối cùng là tạo ra sát thương hệ băng à, hai hệ băng à, cho bạn coi từ 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 có hệ băng nổ rồi nè. Ok à, chưa hải rồng nha. Ờ, con này hải rồng nè. Phun ra một cái nước miếng. Đánh thường. Con thường có kêu nhảy. Đánh có một cái hiểu hay sao ấy. Rồi, hồi nãy góc độ bên kia. Giờ mình sẽ góc độ bên này. Giờ mấy bạn coi gọi kêu. Trời ơi. Hiểu không chết. Hãy băng nha. Ủa, nó hiệu cưng nó không có đẹp. Cũng là một cái hưởng mà làm được băng kiểu. Ok.
Ok, thế là mình đã thích xong con này, con Kyurem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ video này. Mong các bạn thích. Nếu các bạn thích thì hãy like một hai giùm mình một phát. Nếu các bạn muốn xem video mới của mình hãy subscribe giùm mình. Nếu bạn thấy video này có ích thì bạn hãy share giùm mình. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một buổi Giáng sinh em ấm hoa trên bên gia đình. Mấy bạn FA thì mong tìm được người yêu mới, chắc người yêu đi xem yêu quận nhất có được bầu trời. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye, see you again. Brother, it's caught in the crossfire.